một điếu thuốc để xoa dịu trái tim đập nhanh. Vì sợ ba bao sắc đẹp của em thì nên là anh phải tránh. Em có những điều phải quen và thứ đầu tiên là lời có cánh. Nhưng thôi mình cứ tìm hiểu từ từ mặc kệ cuộc đời nó nhanh. Con gái thì yêu bằng tai, thế nên là anh phải khéo. Bật nhạc và feel vào mai đi một con flow quả dẻo. Nàng ghé chân qua một tẹo, cứ vãn một chiều, đăm chiêu. Biết thế ta buông lời ghẹo, xin đổi bằng nhiều năm yêu. Anh có một tâm hồn từ lâu đã quên tên nước, cảm xúc đến như một cơn mưa, tâm trí như bị xâm lược, chữa tâm tư phải dùng tâm dược. Nàng để lại làm tơ vương, bắt đầu bằng một tin nhắn và ánh mắt đậm màu yêu đương. Nỗi buồn đến như cơm bữa, nàng hỏi anh ổn hơn chưa? Còn em là mưa, anh là bầu trời, điều nay trời có cơn mưa. Nhưng có được em lại khó, em cũng có thể là gió. Anh là ngọn đèn và trời hôm nay gió lạnh đêm nay cũng mưa. Trong nước muốn lại gần những điều có thể lại chỉ là ngắm và mong ước. Ngày em xuất hiện chắc chắn là ngày mặn nhất năm, nhưng mà thôi em đừng chỉ đến rồi sau đó lại lặng mất tâm. Nàng hỏi anh câu ở trực diện, anh trả lời theo kiểu bo cua, không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, anh đổ chặt kèo này for sure. Nàng nháy con mắt như vỏ bùa, đốt cháy con tim như cỏ úa, nụ cười này cho dù có của chắc chắn anh cũng chẳng cho mua. Anh thả miếng đang chấm điểm được 9.5, vui hơn ngày còn đi học phải đóng tiền một tín 700. Không muốn làm ly cà phê tồi vì bị em quên quấy, chỉ muốn làm mờ đi vết son môi và ở cạnh em đêm ấy. Nỗi buồn đến như cơm bữa, nàng hỏi anh ổn hơn chưa? Còn em là mưa, anh là bầu trời, vì hôm nay trời đổ cơn mưa. Nhưng có được em lại khó, em cũng có thể là gió. Anh là ngọn đèn và trời hôm nay gió lạnh đêm nay cũng mưa. Những nỗi nhớ để dành cho ai?